Tôi vốn xuất thân từ nhà nông, hiểu được cái khổ của người dân nên luôn trăn trở cách giúp bà con sống được và làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ vào đời sống sản xuất của nông dân là tâm huyết lớn nhất của tôi. Đó là chia sẻ của Thạc sĩ Trương Hùng Mỹ, trưởng phòng kỹ thuật và chuyển giao công nghệ thuộc Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên, người đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu, thực hiện nhiều đề tài, dự án, chuyển giao những thành quả nghiên cứu khoa học cho bà con nông dân phát triển kinh tế trong suốt gần 20 năm qua. Trăn trở lớn nhất của Thạc sĩ Trương Hùng Mỹ là làm sao tạo ra được những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, không chỉ phục vụ trong nước mà còn xuất khẩu để nâng cao giá trị nông sản. Chính vì thế, anh cùng đồng nghiệp đã lặn lội đến nhiều nơi để tìm hiểu, nghiên cứu điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu từng vùng đất để cho ra đời những sản phẩm mới và chuyển giao cho bà con. Trong những chuyến đi thực tế ấy, ý tưởng hình thành một dự án nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất bắp và chế biến thức ăn gia súc bằng phương pháp ủ chua, cung cấp cho chăn nuôi bò trong các nông hộ và trang trại đã ra đời. Ngành chăn nuôi Phú Yên cũng khá lớn, nhất là đàn bò. Thì hiện tại Phú Yên hàng năm như vậy thì dao động từ 170.000 đến 190.000 con bò. Mặt khác, cái diện tích trồng bắp của Phú Yên thì cũng là khá lớn, là hàng năm là khoảng tầm 5.000 đến 5.500 hecta. Có nhiều lúc mùa thu hoạch trùng với lại mùa mưa thì cái việc mà phơi hạt cũng là rất là khó khăn cho đối với nông dân. Thì từ đó muốn ổn định được cái chăn nuôi cũng như là việc trồng bắp ở tại địa phương, thì chúng tôi mới nghĩ ra cái việc là trồng bắp sinh khối để chế biến bắp ủ chua, thì tiện lợi cho bà con mình trong vấn đề là thu hoạch cũng như góp phần ổn định được cái thức ăn cho chăn nuôi. Sau hơn 2 năm ròng rã với công trình nghiên cứu, có những lúc bế tắc nhưng Thạc sĩ Trương Hùng Mỹ không hề nản chí. Cuối cùng, công trình nghiên cứu sản xuất thức ăn cho gia súc từ cây bắp bằng phương pháp ủ chua cũng đã thành công và ứng dụng vào thực tiễn. Cây bắp sau khi thu hoạch sẽ được sử dụng toàn bộ, cả trái và thân để ủ chua làm thức ăn cho trâu bò. Nhờ đó, làm gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời giải quyết được tình trạng thiếu thức ăn chăn nuôi đại gia súc khi mùa đông đến. Chế biến bắp ủ chua để phục vụ cho cái chăn nuôi bò sữa với bò thịt thì cái nhu cầu rất lớn. Tỉnh Phú Yên là trước đây là người ta chỉ nuôi nông hộ, nuôi kiểu dạng bán thâm canh. Còn hiện nay là người nuôi thâm canh thì phải cần có một cái thức ăn có chất lượng và ổn định. Đó là cái cần thiết để mà xây dựng cái dự án. Và hiện nay qua cái dự án này thì cũng đã cung cấp cho cái thức ăn cho các cái trang trại bò sữa ở Tây Nguyên, ở trong tỉnh, cũng như là các cái trang trại bò thịt phổ béo cho ở trên Tây Nguyên. Đồng thời là có các cái nông hộ ở tại địa phương. Được sự tư vấn, hướng dẫn của Thạc sĩ Trương Hùng Mỹ, gia đình ông Lê Bảnh ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, đăng ký là một trong 20 hộ đầu tiên dùng thử nghiệm sản phẩm bắp ủ chua để vỗ béo cho đàn bò của gia đình. Nhận thấy hiệu quả rõ rệt khi cho đàn bò sử dụng sản phẩm này, ông Bảnh đã chia sẻ cho nhiều hộ nuôi bò khác trong xã để cùng nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Bây giờ là 10 nhà, hết 5 nhà nuôi bò rồi. Trong quá trình nó ăn cái bắp ủ chua thì nó rất là chất lượng. Chắc có em nghe nên là nó ăn nó tự là nó ngủ được và nó cũng phát triển tốt. Trong một ngày có thể là lên 1 kg. Phương pháp ủ chua cho cây bắp để làm thức ăn cho gia súc, đây là có thể nói là một cái việc ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất, nó mang lại hiệu quả rất là cao. Nó thể hiện cái sự liên kết giữa nhà bốn nhà, trong đấy là nhà khoa học, rồi nhà quản lý, rồi nhà nước và nhà nông, thì nó có một sự gắn kết rất là chặt chẽ, góp phần thu nhập cao cho bà con nông dân. Các hộ dân ở thôn Sơn Trường, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa từng rất băn khoăn trong việc lựa chọn loại cây trồng gì để canh tác. Trước đây, người dân trong thôn vốn trồng cây tiêu, nhưng rồi tiêu rớt giá và chết vì bệnh, nên đa số chủ vườn phải phá bỏ, một số thì giữ lại nhưng chỉ đầu tư cầm chừng. Thế nhưng 2 năm nay, được chính quyền huyện Tây Hòa và các nhà khoa học tư vấn chuyển sang trồng cây bắp sinh khối để chế biến thức ăn ủ chua cho gia súc. Nhiều gia đình đã chuyển sang trồng cây bắp và đã mang lại những hiệu quả khả quan. Bây giờ chuyển sang mô hình trồng bắp để lấy toàn bộ cây bán cho cái doanh nghiệp mà chế biến. Một là dùng cho trong nước,
hai là xuất đi nước ngoài, thì cái đó là cái tốt nhất. Bà con nông dân là cái đó nghĩ là có lợi hơn hết, chi phí ít hơn, nhưng mà thu hoạch tức là như vậy năng suất cao hơn. Trước hết là cái nhu cầu đầu ra là nó có, và cái đầu vào của người dân thì lâu nay là những cái cây trồng khác tiêu thụ nó bấp bênh. Đây làm thì có cái liên kết giữa công ty, rồi giữa nhà khoa học và hướng dẫn kỹ thuật, rồi cái người dân để người ta lạc. Khi mình ký hợp đồng liên kết thì giống thì mình cũng cấp trước, rồi phân cũng cấp trước để người ta làm theo cái quy trình kỹ thuật mình để nó đảm bảo được cái chất lượng tốt nhất. Cùng sự vào cuộc ủng hộ của chính quyền địa phương, người dân và doanh nghiệp, hiện tại mô hình liên kết 4 nhà trong sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ cây bắp, làm thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp ổ chua triển khai tốt trên diện tích 200 hectare tại huyện Tuy An và huyện Tây Hòa với gần 100 hộ tham gia, đạt năng suất trung bình từ 55 đến 60 tấn một hectare. Mỗi tháng cung cấp nguyên liệu để sản xuất 1.500 tấn bắp ổ chua cho các doanh nghiệp, hộ gia đình chăn nuôi bò sữa, bò thịt trong và ngoài tỉnh Phú Yên. Vừa qua, lô hàng bắp ổ chua đầu tiên của Phú Yên đã xuất khẩu thành công sang thị trường Nhật Bản và được bạn hàng đánh giá cao về chất lượng.